Em xin chào anh chị, em cô bác nhé. Nay em làm bánh tráng cuốn mọi người. Đang phim làm mỡ hành mọi người, để cho lên bún hết mọi người, ăn cho nó thơm. Giờ đến trứng nhé mọi người, trứng chiên nhé mọi người. Ăn bánh tráng cuốn ấy mà cho trứng chiên ăn nó béo mọi người. Cố gắng với vậy lấy cái thìa đi, lấy về là hư rồi. Cũng được. Đây nha mọi người ơi, mẹt nha, cái mẹt này nó vẫn còn nhỏ mọi người. Em tại vì em order chỉ có mẹt trong đây loại maximum mọi người. Mà đựng cũng được mọi người. Đây. Đó. Bún nè, trứng chiên này. Ăn cùng với thịt heo, rau sống, để rau gồm có là rau của hông quế này mọi người. Rau ngò rí, rồi rau diếp. Rồi cái rau này là cái này mọi người từng có nhưng không phải đâu mọi người, hẹ 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 non đấy mọi người, em trồng vườn em mọi người, ăn kèm cùng với cái này trời ơi ngon quá. Tại vì em không có ăn được cái mắm mắm nêm ấy mọi người, em chỉ trung thành với nước mắm thôi mọi người. Đây giờ thì mọi người dùng bữa với em thôi, nhưng mà mọi người dùng bữa với em nhé mọi người. Em kèm mọi người nghe đúng số xu mọi người, đang chuẩn bị quay cái máy quay nó hết pin. Bây giờ phải vừa quay này xong rồi phải đi sạc pin đấy mọi người. Trời ơi. Cho nên đồ nó nguội em sạc tầm 10 15 phút thôi mọi người. Cho nên là đồ nó nguội hết rồi, hết ngon rồi. Ôi, xui thật chứ. Đang định để nóng nóng ăn nó thơm ngon đấy. Mà rốt cuộc this is about garlic chives baby. And this one if you want have herbs, this that Thai basil. Ôi mọi người, em cuốn à. Làm phải đi chạy, đi quay đi lại để sạc cái mọi người. Đây rối còn, rối tại vì nó muốn cho đồ ăn nó nóng ấy mọi người. Sau đây mọi người nhá. Mọi người. Thôi mọi người. Tự nhiên nghĩ cái máy sạc đó, tự nhiên thấy tinh thần bất ổn. Thôi mọi người. Không lẽ cái ra là cái hẹ mọi người. Do you have any cucumber? Yeah. Where is it? What can I? Mới phát hiện là chồng em hỏi là có dưa leo không? Em mới phát hiện là em không dưa leo. Thôi mọi người, không nhận hôm nay bữa ăn bất ổn mọi người. Quên hái dưa leo trong cái mẹt đấy, quên một cái quan trọng là dưa leo mọi người. Máy quay. Mọi người. Mấy ngày nay bên châu Âu mọi người trời bão mọi người. Bão mà giống nhận như là mọi người biết sao, trời mưa cả ngày luôn. Mày ngắt cái này ra. Cái mẹt đó nó nhỏ quá. Đồ thì nhiều, mẹt thì nhỏ cho nên nó vướng tùm lum mọi người. Tạo lên màu mè cho nó đẹp mọi người, giống như là kiểu cho nó Việt Nam ấy mọi người. Chứ của cái nhét nhét nhét. Hay thất vọng, rất cướp baby. Mình rất cướp. I know that you like this one. Lúc cuộc bây giờ không xong. Có dưa leo ăn rồi mọi người này. Em quên cho dưa leo vô mọi người. Bất ổn. Dưa leo bị quên rồi, máy quay hết pin. Giờ ăn, nghiêm túc. Mọi người biết sao? Trời mấy ngày nay mưa, trời bão mọi người. Trên toàn châu Âu trời bão. Nhưng mà bên Anh không có chết người. Nhưng mà toàn châu Âu như là Ba Lan nè, Cộng hòa Czech nè, Bỉ nè, Romania nè, hình như là còn nước nào không quên rồi. Ít nhất 21 người chết mọi người.
Bị béo mà hòa. Trời mưa á, chỉ thèm những bánh bún thôi. Em nghĩ là bánh tráng. Quấn. Nào. Nè, cái này ở đâu? Này ngon mọi người. Ngon quá. Rất là biết. Cái béo quá em thấy là nó không có nặng so với Việt Nam mình, một số người thương vong lắm mọi người. Nhưng mà cũng có người mất đến mọi người. Không tội. Ít nhất nha mọi người, ít nhất là 21 người mà người mất với mọi người. Ghê thật. Trời ơi, lại có bão nữa. Kiểu bão như vậy là biến đổi khí hậu ấy mọi người. Cho nên hay có bão ấy mọi người. Cũng sợ lắm mọi người. Hên ấy. Bên em thì không có người chết. Nhưng mà chính nhận như là trời mưa ấy, ngoài đường ấy. Nó có tàn là nước không mọi người, ra ngoài đường ấy, nước không. Ngon quá mọi người. Ăn cái hẹn này mọi người, hơn khó chịu. Nghĩ sao, nó dở. Nhưng mà cho bông thơm. Thơm thơm, béo béo của mỡ hàn đấy mọi người. Cái trứng á, cho trứng của nó béo béo hơn thơm mọi người. Ngon mọi người. Mưa ấy. Rất giờ Việt Nam còn mưa nữa. Em biết cái món này chẳng có thang lại với mọi người. Nhưng mà mưa không có việc, không có món gì hết. Là món này tiếp mọi người. Ủa ăn nó đã cái nương mọi người. Đã. Đó. Em nhớ ăn phải có mấy cái nón món này phải có rau thơm mọi người. Em là đẹo rau thơm nhá, trong rau thơm như là ngò gai hoặc là ngò rí. Hai cái này phải ngọt, món ngọt em thích lắm. Mẹ hẹ cũng càng tốt, hẹ để ăn tốt, hẹ tốt mọi người. Em thích ăn canh đậu mà có hẹ thơm. Nhưng mà hẹ đây là trong các siêu thị người ta không có bán. Ngộ nhờ, người ta không có bán, người ta bán có một số loại rau thơm người ta bán ấy. Nhưng mà không có bán hẹ. Người ta chỉ bán ấy, giống nhẹ như hạt giống để mình trồng thôi. Bán cái thứ ba ta. Bán cái thứ tư vậy đó. Nó đẻ ngồi. Em nghĩ á, bên đây chắc đã hết tuần rồi luôn quá. Trời mưa cả ngày em ôm mọi người. Mưa trời lắm. Thật quá đấy. Ngon đã mềm rồi. Dễ. Thật là ngon ngon. Rất thơm. Em hy vọng video mọi người sẽ thích nhất. Mình nói tới hai thì đừng quên đăng ký kênh Marshall của em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn mọi người. Bye bye.